Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Chào anh em, đây là chiếc rim dọn kiện của mình nha. Xe này là xác rim Thái, mình dọn lên thành Super Rim Limited, màu xanh Limited nha. Xe này chỉ có giữ lại mối đúng cái sườn với lốp số, còn như là mình thay full new hết anh nha anh em. Anh em nhìn tổng quan cái nha, biển số còn 4 số luôn. Xe này dọn hầu như là chỉ để đi vòng vòng nhà cà phê thôi. Mặt trên là đồng hồ Casio nè, ốp xe là già, ổ khóa 8 cạnh. Lúc dọn xong giờ mới đi được có 729 km, đâu có đi đâu đâu, xe để nhà không. Xe này là dọn theo kiểu super rim mà mình đi đầu đầu bằng đầu nhỏ. Đó, màu xanh Limited nha. Mua mới 100% luôn. Trước thì có cái nền Excel Asia Malay, còn đây là code của Salaya, code với cục canh Salaya, dọn vỏ Michelin ha. Rồi bên đây thì có cái bình xăng rim lùng 125 với ba cái ống dây màu nè. ống dây mí nha. Cục máy thì không có gì hết, đi đầu mình đi là đầu lòng super, đầu lòng super zin, nhưng mà bên trong là mình đi trái trái 52. Gen thì đi gen quay Thái 110, rút tay rim. Máy thì bật đạn là mình thay full bật đạn SKF hết luôn rồi. Nồi niêu mâm lửa là mình thay mới hết. Ở đây là có cái cổ titanium. Cái này bầu hơi nè. Này không biết sao nó nứt luôn ta.
vô đạp Takegawa ha. Giò zin nữa nha các bạn. Giò này mua 1,7 triệu. Như muốn mua 1,7 triệu hay gì đó. Nhớ đó. Rồi. Dọn limited, dọn rim limited là phải đi cái CD màu gold nha. Tem nè. Đằng sau thì có cái gác chân. Gác chân quay. Quay thái 110 có chân dài. Bô 204. Này còn thiếu mấy con xe là già nữa, chưa có thời gian đi mua. Rồi, phục sau là phục ô liền bình dầu cho quay rim HO647 ha. Này nhúng thời gian là nó bị chảy cái nhựa đen này. Này Excel Asia vỏ Michelin, Michelin City Deep Pro Cam Nova ha. Xe này là mình mua full đồ new hết. Đùm này kia là gấp, này kia là mua mới hết hoàn toàn. Xe này xe kỷ niệm của ba mẹ nên là mình lấy mình dọn tâm huyết luôn đó. Biển số còn 4 số đó, 3 chìm 7 nổi, 6 lên đỉnh. Rồi bên đây thì có mấy con ốc Salaya với mấy cái tán lông đền màu cho nó nổi bật xe thôi ha. Cái xe này hiện tại là ở trong cái IC mình cũng đang đi IC là IC Takegawa luôn. Mình còn một cái mobin sườn của Axel màu vàng của Mỹ, em mình nó mới ship về mà mình chưa có thời gian mình gắn trên đây nè mấy bạn. Bắt thêm với cái bát CNC nữa, tại thấy anh em đi MSD màu đỏ nhiều quá nên mình chơi Axel cho nó lạ lạ chút. Lọc xăng Kijima nha, của Nhật. Dây xăng cũng cái dây xăng là cái của gì ta, của Kitako. Nè nòng nè, đầu nòng nè, đầu nòng zin 97 ha, nhưng mà trong là mình đi trái 52, gen 110 rút tay đi. Đây là cái trợ lực Olin, trợ lực Olin 102. Này bữa mình dán keo mình thấy nó ấy quá, mình lột chưa ra hết, bữa nào để ra mình ấy tẩy keo ra tiệm cho nó tẩy keo dán lại đúng chỉnh ha. Trợ lực này để kìm tay lái, khi mình chạy tốc độ cao thì mình siết vô thì nó kìm lại. Nói chung xe này gắn cho kiện thôi chứ cũng không có cần gì, kiểu mấy xe độ thì mới gắn. Trước thì có cái càng inox, mình còn một bộ càng trước sau Take luôn. Hàng zin của Take là nhôm nhưng mà chưa có gắn. Trước thì có cái rổ quay, rổ rim thái. Rồi trên thì không có gì hết, cái đồng hồ Casio thôi. Rồi để máy cho anh em nghe nha. Mất garanti đó. Yên này
in thì làm ở bên Hoàng Thiện. Hoàng Thiện bên quận 8. Êm cực kỳ luôn, nghe tiếng cái tiếng bộ e nó hút gió thôi chứ không nghe tiếng gì hết. Bật cái bô lại. Chào anh em nha, bây giờ mình kết thúc nha.